chị dâu em chồng thân như ruột thịt trong Vbiz. Minh Hằng, Châu Diệu Minh xuất hiện cùng nhau mọi lúc mọi nơi. Bầu bí sinh nở chăm lo như ruột thịt. Harry Won, Uyển Ân trêu nhau chẳng ngại ngần. Em có thấy chị đăng đăng tin không? Dạ tin, đăng tin chứ. Hãy tin chị, em hiểu không? Làm chủ gì phải tin chị là trong chương trình thì phải có người nhà thì mình phải. Em phải chắc, em phải chồng chị, em hiểu không? Nhưng bữa nay em có giá dễ sợ. Nhưng mà chị Harry không ấy đâu, chị còn có anh Xin mà. Có anh Xin mà. Vui tung trời khi hội ngộ ở cánh diều vàng. Người xưa có câu giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng, nhằm ám chỉ mối quan hệ cơm không lành, canh chẳng ngọt giữa chị dâu, em chồng. Thế nhưng, trong Vbiz lại có rất nhiều cặp chị dâu em chồng cực kỳ thân thiết, hòa thuận, coi nhau như ruột thịt vậy đó. Từ ngày làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà chọn rút lui khỏi làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình, sau đó bắt đầu tập tành kinh doanh theo truyền thống nhà chồng. Ngọc nữ Vbiz không chỉ khiến khán giả trầm trồ trước sự khéo léo, đảm đang trong vai trò làm vợ, làm mẹ mà cô cũng dung hòa mối quan hệ trong gia đình nhà chồng. Không khó để bắt gặp hình ảnh mẹ bỉm ba con thân thiết với cô em chồng tên Nguyễn. Sau nhiều năm, cô và Rick Kid nhà tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn vẫn gắn bó, chia sẻ với nhau từ công việc cho đến cuộc sống riêng tư. Nhiều lần cặp chị em chồng này đi du lịch cùng nhau, Hà Tăng cũng dành những lời khen có cánh cho tên Nguyễn, tương tự như Đông Nhi và ông Thoại Liên, cô em gái xinh đẹp của ông Cao Thắng. Từ hồi cặp đôi hẹn hò 10 năm trước, hai cô nàng này đã súng xính chụp ảnh selfie cùng nhau. Đến năm 2019, khi cặp đôi chính thức về chung một nhà, ông Thoại Liên và chị dâu lại càng thân thiết khiến ai cũng phải ghen tị. Cô nàng bay từ Úc về rất sớm để chuẩn bị đám cưới của anh trai. Dù sống xa nhau nhưng hề có dịp hội ngộ là hai chị em lại hẹn hò liền. Nhắc đến tình chị em thắm thiết mà bỏ quên Bảo Thi, Trang Pila thì đúng là một thiếu sót. Sau cuộc chia tay ồn ào với Carrick, Trang Pila chọn anh trai Bảo Thi và có cuộc sống bình yên. Bên cạnh người chồng tài giỏi thì Trang Pila còn có cô em chồng Bảo Thi xinh đẹp và cực tâm lý. Lúc nào đứng chung khung hình, Bảo Thi cũng rạng rỡ, dành những cử chỉ thân thiết cho người chị dâu nhỏ tuổi hơn này. Mỗi lần vợ chồng anh chị bận việc hay muốn trốn con đi hâm nóng tình cảm, chính cô Bảo Thi đảm nhận trách nhiệm trông cháu. Tình cảm của Harry Won và hai cô em gái nhà Trấn Thành, Huỳnh Ân, Huỳnh My cũng thân thiết chẳng kém. Nhất là cô út Huỳnh Uyển Ân, rất thường xuyên được chị dâu đưa đi du lịch, làm việc cùng. Mặc dù cách nhau 14 tuổi nhưng khi đứng chung một khung hình, họ gần như chẳng có chút khác biệt nào. Không những vậy, Harry Won cũng thường xuyên dắt em chồng tham gia các sự kiện giải trí lớn, gần đây nhất là cánh diều vàng. Khi Trấn Thành bận không thể tham gia thì hai chị em Harry Won và Uyển Ân đã xuất hiện cùng nhau, chị em cưng xỉu luôn đấy. Minh Hằng và em dâu Châu Diệu Minh cứ như ruột thịt, chẳng hề tồn tại bất kỳ khoảng cách nào. Từ ngày Minh Hằng sinh nở đến nay, không ít lần nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh em dâu tự tay nấu món ngon, chăm lo cho cô như ruột thịt. Trên trang cá nhân, em dâu của Minh Hằng, người đẹp Châu Diệu Minh cũng đăng tải một số khoảnh khắc cho thấy sự quan tâm, yêu thương dành cho chị chồng và cháu trai vừa chào đời. Trước đó, khi Minh Hằng còn trong giai đoạn bầu bí, cô thường cùng em dâu đi du lịch khắp nơi để tinh thần thoải mái. Không chỉ vậy, Châu Diệu Minh cũng xuất hiện trong bộ phim Chị em 2 do Minh Hằng đóng chính, dù chỉ vai rất nhỏ nhưng cũng cho thấy Minh Hằng rất yêu ái cô em dâu này.